Chào các bạn nhé. Giờ hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách collab nhận được 20.000 đồng token BSC Max. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10 tỷ nhé. Đã có 387 tài khoản holder và đã phát sinh 3.718 được giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website collab.com nhé. Đây truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép con chắc. Các bạn có thể sử dụng tốc con chắc này ở đây. Sau đó các bạn quay xong lead lên ta mắc một cái chút address của các bạn nhé. Các bạn thêm vị trí này token vào ví cho mình. Ký hiệu vào BSCM số token 8 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo thì nhấp tên token. Sau khi đã tên được vị trí token vào ví, các bạn quay trở lại website collab.com.net. Truy cập vào bước 2, link rút gọn đây để nhận token nhé. Bạn xuống cái số phần như thế này nhé. Ở đây các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.02 BNB ra mua cái đồng token này và để hold với tích chữ lâu dài. Các bạn collab, các bạn nhấp vào vật này nhé. Khi chỉ ra đã có sẽ tiếp tục vào 59 ngày nữa. Rồi mình sẽ không nhấp collab là có được. Rồi có cái lúc ví loại nhất tiếp theo và nhất cái lớn. Ví ra là 0.00475 bây giờ đây các bạn cứ nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi Sacramento.net nhé. Để cập nhật những dự án XV, cập nhật tốc cần mới nhất trừ về bạn Balance sẽ cấp trên. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Balance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh. Rồi, vẫn đang được xử lý hơi chậm. Các bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải là cột Adrop đặc biệt, là những dự án Adrop sắp kết thúc các bạn có thể nhấp vào đây là có nút nhận token để các bạn tranh thủ một collab nhé. Đó, cũng giống với lại cái bên cạnh cái dự án là cái contract của nó thì các bạn nhấp vào copy contract, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask của ví chiếc Adrop của bạn để các bạn dán vào thôi. Các bạn nhấp vào đây nhận token mở trang web mới để nhấp vào yêu cầu của collab nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để collab nhận được 20.000 đồng token BSCM. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.